Như nhà kia là họ không ở nhà rồi. Nhà bên này ấy, nhà dưới này luôn đấy. Trang phục dân tộc Lô Lô này là gần giống trang phục của người Mông nhỉ? Ừ. Nhún nhảy này. Các bác nhìn đây là trang phục truyền thống của người dân tộc Lô Lô này. Hello, cháu xin chào các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay thì cháu lại có mặt ở trên bản Căng Há. Đây là một ngôi bản của người dân tộc Lô Lô. Và đợt trước thì cháu có xuống đây một lần rồi. Và bây giờ thì cháu lại tiếp tục xuống để thăm cái bé ở dưới này. Không hiểu vì sao cháu thấy quý mấy bé ở đây quá nên là cháu quyết định vào trong bản một lần nữa. Ui các bác ạ, bên này cháu thấy mọi người là một cái chuồng trâu rất là to luôn. Trâu là mọi người làm chuồng rất là cẩn thận, như kiểu ngôi nhà luôn. Bởi vì ở trên này lạnh nên là chuồng trâu các thứ là mọi người phải làm cũng khá là kín gió. Cháu sẽ tiếp tục đi xuống dưới này. Đợt trước là cũng đi từ đầu bản xuống dưới cuối bản. Và ngày hôm nay thì cũng vậy thôi. Hôm nay cháu đi thì có bạn Linh 17 tuổi đi cùng. Hôm trước anh vào nhà nào? Hôm trước vào mấy nhà này rồi. Nhưng mà hôm nay không biết là mọi người có ở nhà không. Cứ bình tĩnh, em không phải sợ. Cứ đi từ từ xuống thôi. Nếu mà không có người ở nhà, em sợ chó. Chắc họ mở cổng như này là mọi người vẫn ở nhà thôi. Không biết được. Nhưng mà hay là mình xuống dưới kia luôn nhỉ? Xuống thẳng luôn nhỉ? Ừ. Ở bên này thì bởi vì chúng mình cũng từng vào rồi. Đi bộ. Ui, đường dốc ấy. Mỏi chân không ấy? Không mỏi nhưng mà... Đấy, hôm nay có bạn đồng hành luôn. Bình thường là cháu đi một mình thôi. Ở chỗ bản của em là thuộc bản gì? Bản em thì nó thuộc bản hợp 2. Thế? Ừ. Có nghĩa là ở đấy thì nó... Nhà ở đấy vừa nãy anh cũng chưa vào ấy. Ừ. Nhà, ngôi nhà các thứ nó vẫn như này à? Hay là hiện đại hơn? Nó phát triển hơn một tí thôi. À. Vì ở dưới có... Cái nhà tầm... Có con kia đứng ở đấy chào hỏi mình rồi kìa. Không phải sợ đâu, nó không. Đấy. Chỉ có nhà ở trên kia thôi, mấy nhà dưới này thì hiền mà. Những cái con này. Mấy hôm trước anh đi nó cũng thế à? Mấy hôm trước á? Ừ. Cái hôm trước anh đi... Mấy hôm trước không gặp con này ấy. À. Hôm nay gặp thôi. Hình như là mấy bé là ở tít dưới cuối bản cơ. Mình thử xuống xem. Đấy, bây giờ là ở trên này nhìn xuống thì cũng thấy rồi. Đấy, thấy có mấy bé chơi ở dưới này. Kia có hai bé nhưng mà hai bé ấy... À, mình thử vào nhà bên này xem nhỉ? Ừ, em thử vào xem. Nhưng mà em biết nói mà đúng không? Nói được mà đúng không? Nói được tiếng ở đây mà đúng không? Như có mấy bé ở đây này. Chị em... ơi! Em chào hai chị nha. Em chào các chị nha. Bọn em vào chơi tí được không chị? Ok. Hôm nay chợ trang điểm đi mạng đẹp đi chợ à chị? Dạ không đi ạ. À. Đây là chắc là các em thôi chứ, gọi là các em thôi nhỉ. Em có cái gương miệng đẹp phết. Vương miệng. Bé này học lớp mấy rồi? Lớp mẫu giáo á? Lớn nhanh nhỉ? Lớp mẫu giáo lớn như này rồi. Chào các bé nha. Ôi, ở đây có mấy bé rất xinh luôn. Xinh đẹp dễ thương. Mặc đẹp như thế này là đi chụp ảnh à? Đúng không? Đi chụp ảnh à? Hình như là mấy chị lớn lớn là vào trong nhà rồi. Trên này là nhà nào cũng nuôi trâu nhỉ chị nhỉ? À. Nhà nuôi lợn. À, trên này là mình phải đi lấy cỏ về nhỉ? Chào bé nha. À, cô thôi nhỉ?
Gọi là cô luôn. Gọi cô. Dạ vâng. Cô không, cô đang làm gì đấy? Sưởi ấm à? À thì cho. À. À cái này thì cho cái này. À à à. Cái này là mình dệt may quần áo nhở? Wow, đây là mấy cái hoa văn mà kiểu người Lô Lô ấy. À, những cái họa tiết ở trên áo dân tộc truyền thống của người Lô Lô này. À cái này là mình phải lấy những cái nhựa này à. Vẽ xong là mình à, mới à, dùng những cái sợi chỉ kia khâu vào. À, thế là như một họa sĩ luôn. Ơi bé khóc à. Chú cho kẹo nhá, hôm nay mua nhiều kẹo lắm. Ơi không khóc nhá, không sợ đâu. Bây giờ như bé sợ thì phải. Chú nó sợ anh. Đây chú cho kẹo này. Chú cho kẹo này. Đây đây. À thôi cho bé đi đi, bé sợ đấy. Này này cho kẹo này. Đây thế cho em này. Bé sợ rồi. Thôi không sợ. Bé sợ thì mình không cố ý làm cho bé sợ nữa. Này mua được rất là nhiều bánh kẹo luôn, định cho mấy bé ở đây. Đây cho tí kẹo bé này. Xin nhá. Tí á, tí ăn kẹo thì xuống dưới kia với chú nhá. Ăn kẹo không? Ăn thì tí xuống dưới kia nhá. Wow, đây là, cái này là mình vẽ xong là mình mới dùng cái sợi chỉ kia mình khâu vào nhỉ? Chị không biết à? Không nói được đúng không? Những cái họa tiết này rất đẹp luôn. Cái này là cây nhựa gì đấy? À. Đây là đá à? Cái này có cái logic. À cái này đấy. À. Cái này à. À có nghĩa là mình trà cho cái vải này nó phẳng lại. À. Wow, ở đây là cháu xem, em xem một tí nhé. Xem vào này. Bây giờ chắc gọi chị thôi. Cái này là cái gì? Cái này. À cái này là cái nhựa ở đây để lát nữa mình sẽ vẽ lên trên này rồi mình mới khâu nhỉ. Cái đấy người ta gọi là nến. Nến á? À? À. Nến xong kiểu lốt ra. À. Trời ơi bé ơi. Này cho bé này, không khóc nhá. Này. Nè. Em cảm ơn chị nhé. Em qua đây chơi tí thôi chị. Chào các bé nhá. Nhau rông. Thử vai vai xem. Em thử giơ tay xem. Mấy bé ở đây rất đáng yêu luôn. À hình như nhà kia là họ không ở nhà rồi. Nhà bên này ấy, nhà dưới này luôn đấy. Ê, các bé đang chơi gì đấy? Dưới kia có hai em nữa mà. Ui, chơi à? Chơi lái xe này, ô tô này. Các bé ở trên vùng cao này các bác ạ. Nhìn có một cái nét đẹp rất là tự nhiên luôn. Đâu em thử nói chuyện xem mấy bé này hiểu không? Thử nói tiếng Mông xem. Chắc không nói được đâu. Kiểu dân tộc Lô Lô là nó cũng có khác một tí. Nên là chắc cũng sẽ không hiểu. Đó em thử chia bánh kẹo cho mấy bé xem nào. Nhìn đáng yêu quá. Hôm nay quyết tâm phát hết chỗ bánh kẹo ở đây mới về. Em chào anh. Đâu thể cho mấy bé xem. Kẹo nhá. Hai tay nào. Một tay cũng được rồi. Có một tay bận rồi. Đâu bé kia xuống dưới này chú cho kẹo nào. Xuống dưới này.
Thôi mình chuẩn phải với thế này xíu. Cho nhiều nhiều tí. Cháu chào chú ạ. Cháu chào chú nhé. À, vâng, hôm nay bọn cháu lại lên đây chơi ạ. Chú vẫn ở nhà à? Được chưa hay là cho một tí? Cho một tí nữa. Em muốn ngủ chứ. Lát nữa mình quay lại, nếu mà đấy thì mình lại cho tiếp. Hình như là mấy bé trước kia không biết, hôm bữa đi kêu không biết đi đâu hết rồi ấy. Chắc là đi chợ hay sao. Cầm kẹo đi này. Ăn xong vứt vào thùng rác nhá. Ở đây có thùng rác mà. nhìn bé này nó rất thương. Đó. Đấy, bé này mặc áo dân tộc này. Trang phục dân tộc Lô Lô này là gần giống trang phục của người Mông nhỉ? Nhún nhảy này. Đó, nhún nhảy này. Bé ơi, bé. Mít tu. Mít chai, bye bye cái này. Nó đang cầm kẹo chắc là không okay. Rảnh đâu. Bé ăn kẹo không? Ăn kẹo xuống dưới này, chú cho kẹo này. Không ăn à? Đi đâu ấy nhỉ? Thế cầm con dao chắc có khi đi nương ấy. Ở trên vùng cao này là mấy bé trẻ trẻ như này đã đi nương rồi nhỉ? Em không phải đi. Ok. Giờ xuống, tiếp tục xuống dưới nhà dưới này. Đây là một chiếc thùng rác được làm bằng tre. Những vật liệu từ thiên nhiên được làm bằng tre đan về. Mọi người cũng khá là có ý thức đấy. Vứt rác đúng quy định luôn. Đợi mình thử xuống dưới xem. Trời ơi, hôm nay mưa bánh kẹo mà các bé không biết đi đâu hết rồi. Cái hôm mình không mưa thì các bé lại có mặt đầy đủ hết nhá. Có khi mấy bé ở dưới này nhỉ. Tí cho kẹo các bà. Cho đi ra. Kiểu người già là họ cũng nhiều cái, họ cũng thích ăn kẹo ấy nhỉ. Mà người già thì nãy anh có mua một cái gì? Nãy em tưởng anh mua cái bánh kia. Bánh á? Hình như bánh kia là mình chưa mua. À, như là mọi người vẫn đi chợ về. Cháu chào bà. Em chào chị ạ. Wow. Thế hôm qua cũng xuống đây rồi. Chào các bé nha. Dạ vâng. Nhớ rôm à? Dạ. Vâng, em đi chợ về, em qua bản mình chơi tí anh. Vâng. Đấy, bên này có mấy bé này. Hôm qua là cũng có vào nhà bên này chơi rồi. Hôm qua? Hôm kia chứ. Hôm kia, đúng rồi. Chào bé nha. Lại gặp nhau rồi. Em chào anh. Anh cũng đi chợ về anh. À. Cháu chào chú ạ. Vâng. Chào chú ạ. Cháu về chơi đấy. Chưa, dạ vâng. Hôm nay là mấy bé đi đâu hết rồi? Hôm qua thấy trẻ con ở đây nhiều lắm mà. Ô, đi chơi hết rồi chứ. À, đi chơi á? Vâng. Đi chơi ở đâu nhỉ? Không biết. À, có khi mấy bé lớp 6, lớp 7 kia là đi chơi rồi đấy. Đi chơi hết rồi. Còn lại mấy bé nhỏ nhỏ ở nhà thôi. Tớ thử cho kẹo bé kia xem nào. Thế là có khi hôm nay không phát hết kẹo rồi. À, bây giờ mình thử xuống dưới kia tí nhé. Cháu xuống dưới kia tí, lát nữa cháu lên chưa? Vâng. Anh. Nhà anh đây à anh? Nhà ở đây. À dạ vâng. Nhà là bán quán à anh? Sửa điện thoại. À, thế là anh cũng làm một cái nghề rất là hiện đại đấy. Vâng, em xuống dưới này tí anh. Có chó đấy. Dạ vâng. Có chó á? Ừ. Đúng là có chó. Nhưng mà không sao. Nhưng mà không biết là mọi người có ai ở dưới này không nhỉ? Dưới này có một nhà này. Hình như là nhà dưới này có người ở nhà. Ừ. Tít dưới này luôn.
Ui, mấy đường. Wow. Tí em lên chắc em mệt lắm ấy. Chỗ này là hôm qua vẫn chưa xuống. Trên này là nhà được phủ những cái loại cây rất là đẹp luôn. Chào em nhé. Đây, em này thấy con. Cháu chào chú ạ. Chào chú. Cháu chào các bà nhé. Hôm nay cháu xuống dưới bản chơi ạ. Đây là hết chưa? Ở đây là cuối bản rồi chú nhỉ? Ở đây là cuối bản rồi đúng không ạ? Chú cháu qua đây chơi tí. Ở đây là... Dạ? Dạ vâng. Chúng cháu về đây chơi tí, quay video làm kỷ niệm thôi chú ạ. Ở đây các bé, mấy đứa trẻ con đi đâu hết rồi chú? Chắc đi chơi hết rồi nhỉ? Trên này là mọi người trồng rau rất nhiều luôn này. Cháu qua bên này chơi tí nhé chú. Nhà chú ở đây à? Vâng. Anh mà vào chó ấy. Có chó. Không sao đâu mà. Vâng. Đây là những cái ngôi nhà đất. Họ vào chó mới đẻ. Chó, à, chó đẻ hả? À? À ok ok. Thế thì mình phải chú ý một tí. Ở trên này là họ trồng những cái chậu cây rất là đẹp luôn. Ớt các thứ. Thường là những ngôi nhà truyền thống như này là họ hay treo ngô như này nhỉ? À mà ngô này là ngô kiểu à, ngô của mình thôi đúng không? Không phải ngô lai nhỉ? Ừ. Đây ngô mình tự trồng thôi. Trên này, nhà này là có rất nhiều những cái giống cây phong lan luôn. Cây lan. À đây là một chiếc máy... Máy khâu nhỉ? Ừ. Máy khâu quần áo này. Nhưng mà hình như chắc là bị hỏng rồi chứ. Đồ cổ. Thế chú cho kẹo nhé. Bé nhỏ này ăn được kẹo không? Dạ. Chào cho. Cô cầm cho mấy bé nhỏ nhé. Bé nhỏ thì cháu lại quên không mua sữa. Hỏi xem mấy bà ăn không? Mọi người ăn cơm chưa? Nó mo chưa? Ở trên này ăn cơm có phải gọi nó mo không chú? Không, không có nghĩa là tiếng của mình thì nó mo nói như thế nào ấy. Nọt cha thế ấy. Nọt cha. À đây mời mời các bà ăn thịt gà nhé. Để cho bà ăn thịt bà đùi gà. Chào bé. Chú thấy ạ. Các bà. Xin nhá. Dạ vâng. Bà cứ lấy đi. À. Cảm ơn nhá. Dạ vâng. Cho cô mỗi người một cái ăn cho vui. Thế cho bé em này một cái nữa này. Em thôi nhỉ. Chắc gọi em thôi. Ok. Thế nhá chú lên trên kia nhá. Cháu chào chú ạ. Cháu xin phép lên trên kia nhá. Vâng. Em ơi, ăn kẹo không? Để anh cho kẹo này. Ăn kẹo là tiếng mình là nói như thế nào nhỉ chú nhỉ? Nọt thào à? Là nó khác một tí, còn tiếng Mông kia là nọt thang nữa. Để cho kẹo này. Những cái loại bánh kẹo này thì... Ok. Lên trên kia. Chào các bé nhá. Ui, ở bên này nhiều chó quá. Bé ăn kẹo không? Bé đây chú cho kẹo này. Ấy nhà, bé này rất ngoan luôn. Cho kẹo này. Ui, mấy bé này đều bị sao đấy. Ui, à, có phải kiểu thủy đậu không? À, thủy đậu là nó không bị ở đầu đúng không? Cho kẹo mấy bé nhá. Bị nấm hay gì á? Chắc bị nấm. Có khi là do không tắm rửa các thứ nên là nó bị lên như thế. Để cho kẹo em này nhá. Đâu xem. Cho mấy bé cái đùi gà. Cho cái đùi gà ăn. Mấy bé nhỏ là ăn uống cũng rất là thiếu thốn luôn. Để cho bé này này.
cho bé này này. Ôi chắc không cầm được, thế cho em lại cầm hộ nhé. Thôi tí lên cho kia cho mấy bé kia nữa. Tí chia tí cho bé này nữa nhá. Ok. Bé này, bố mẹ ở nhà không? Tôi chắc là mình không cần vào bên trong này nữa đâu. Đi đâu chơi đấy? Ok. Ở nhà em ở đâu? Ok. Thì em đi chơi nhé. Mấy bạn hôm qua ở hôm kia đâu hết rồi? Ở trên kia? Vậy xuống đây chơi luôn. Xuống đây ăn kẹo cùng cho vui. À đây hình như là còn mấy bé mình chưa cho kẹo này. Ui bé bên này cầm cầm dao nguy hiểm thế. Thế cho kẹo bé này. Xin mà xin anh. Xin mà. Thì cho nhiều thế. Cho bé kia. Anh hiểu. Có hai bé bên kia. Hai bé bên này. Nó nhiều thằng già nhiều. Không sao đâu mà. Mấy bé ăn kẹo không? Ui vừa nãy còn sợ chưa không hết, bây giờ chắc có khi còn không đủ. Về đây chú cho kẹo nào. Về đây chú cho kẹo nào. Ăn cho vui nào. Lâu lâu có dịp xuống đây. Ơ bé kia đang khóc à. Về đây chú cho kẹo nào. Kẹo còn nhiều lắm, chưa hết đâu. Để chú cho này. Thế cho bé này này. Đấy. Ơi bé ơi, về đây này. Về đây chú còn chưa cho hết mà. Bé hôm trước mà chậm lớn kia đâu nhỉ? Để cho bé nhé. Cho thịt gà luôn. Bé hôm trước mà hay bé kia đâu nhỉ? Chú? Cái bé mà kiểu không biết lớn kia. Không phải à? Thế sao hôm qua nghe mấy đứa bé ở đây bảo là có một bé không biết lớn ấy. Nhỏ nhỏ thôi. Ở nhà trên kia đúng không? Giờ ở nhà không nhỉ? Đúng rồi. Giờ không biết ở nhà không nhỉ? Tôi hay mò đấy nhưng mà à. Không biết đi. Hôm nay là toàn những cái bé mà trong video trước hình như cháu chưa gặp thì phải. Hôm nay là kiểu gặp hết người mới. Đây con gói này nhé. Tớ cho kẹo bé này này. Ở đây chú cho kẹo này. Mấy bé ở đây rất là giản dị đó. Dạ. À con của chú à. Rồi. Đứa bé kia có kẹo chưa? Có kẹo rồi đúng không? Ok. Ở đây còn nhiều lắm. Không biết mấy em chơi kia được chưa nữa. Đâu, em kia về đây anh cho thêm nào. Vừa nãy anh gọi xuống mà. Tôi cho mấy cái kẹo mấy bé ăn cho vui nhá. Lâu lâu có dịp xuống dưới này chơi. Chị ăn kẹo không chị? Nó tha không? Chị ăn kẹo chứ. Được cho bé này lên này. Học lớp mấy rồi? Lớp 2 à? Ok. Rồi. Vậy chú cháu em xin phép lên trên kia nhé chị. Mấy bé ăn kẹo không? Về đây chú cho kẹo này. Chú cho kẹo này. Em ơi, về đây anh cho kẹo này. Hôm nay chắc là về đây cho kẹo mấy bé thôi. Đây chú cho kẹo nhé. Như nhà này đi đâu rồi? Bé ơi, nhà này đi đâu hết rồi? Hả? Đi chơi á? Đi ruộng. Đi ruộng á? Thế là mấy bé nhỏ, các em nhỏ cũng đi hết à? Nhìn như bé nào chưa được kẹo này. Cho bé nhé. Chắc sắp hết rồi đấy.
giờ chúng cháu á. À đây, hình như là vẫn có người ở nhà mà nhỉ? Em ơi, về đây anh nhờ tí. Hình như là chưa sắp hết rồi. Bác ơi, nhà này có người ở nhà không? Thế sao cửa vẫn mở nhỉ? Đi ruộng à? À thế hôm nay không có duyên gặp mấy bé hôm trước kia rồi. Coi như là kiểu gặp nhau cũng là một cái duyên, hôm nay lại không có duyên gặp. Thế chắc là chúng cháu sẽ lên trên kia. Còn người mẹ trên kia chưa được kẹo nữa. Đây, lại quay trở lại đây cho kẹo này. Bé này là sợ người lạ nhỉ? Đây, cho kẹo này. Không sợ nhá. Vâng, xin nhá. Đâu, tay nhỏ quá, cầm được một hai cái thôi. Đó chị làm cái này em xem nào. Chị không biết hẹn, chị bắt hai liều. À, chị bảo không nói được. Chị bắt hai liều. Chị bắt hai. Hai lù. Hai lù nhất là. Nơi hai tia có cậu ua này cháy à. Cô đẹp quá tao à. Chị bảo chị làm xong rồi. Chị làm xong rồi đúng không? À, cái này là làm cho các bé nhỏ đúng không? Chị bảo chị làm được cái áo bé cho bé mặc. À, quần áo á? À, cái này là để ở, ở trên này nhỉ? Ở cổ này. Cho xem, em xem một tí nhé. Đây này. Cái này là mọi người. Thế này là người ta có cần dùng cái chỉ cái khâu vào không nhỉ? Hay là chỉ chấm thế này thôi? Cái này à, cái này nha. À, cái này, à, cái này nha. À, thế là người ta phải. Thế này là vẫn chưa xong đâu đúng không? Cái này à, cái này cho cái này, à, này nha. À, thế là người ta. Cái này là người ta chỉ cái bước vé xong thôi. Và người ta phải lấy cái chỉ nó dệt vào nữa. Lấy các thứ họa tiết khâu vào. Đây là một chiếc áo đúng không? Đây áo của người dân tộc à. Lô lô đây này các bác. Áo của chị này. Chị bảo áo đấy là của chị. Đấy áo của chị đây. À. Áo rất đẹp luôn. Vừa nãy mình qua chợ kia cũng thấy có người mặc rồi mà nhỉ. Em cảm ơn chị nhé. Lấy cho em xem. Để đây. À, áo mặc. Đây có xếp à. Chị bảo mặc cho mình xem đúng không? Ừ. Đây có chỗ mà. À. Các bác nhìn đây là trang phục truyền thống của người dân tộc Lô Lô này. À, mặc như này. Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc thì nó sẽ có những cái đặc trưng riêng và trang phục thì nó cũng sẽ khác nhau. Chị mà nhìn rất là giản dị luôn. Em chào chị nha, em lên trên kia. Bé mủ này. Đường ở trên này rất là dốc luôn. Thở dốc nhỉ, Linh nhỉ. Không lên nổi. Đấy. Chào nha, chào mấy bé nha. Chào em nha. Bé đeo vương miệng này. Đây là hoa hậu của làng đúng không? Hoa hậu của bản đúng không? Hôm trước cháu có xuống đây, hôm nay lại xuống nữa, cháu thấy cho hai lần xuống cháu thấy có một cái không khí nó hơi khác biệt một tí. Đây chú cho kẹo mấy bé nhá. Cho kẹo nhá. Học lớp mấy rồi? Lớp mẫu giáo 4 tuổi à? Thế bé này lớp mẫu giáo mấy tuổi? 9 à 5 tuổi đúng không? Chi là 5 nữa. Còn mấy bé ở ngoài kia nữa. Em chào chị ạ. Chị đi đâu ấy chị? Đi làm à? À, em có mấy cái kẹo cho mấy bé. Cho kẹo bé nhé. Ôi dồi ôi, rơi hết rồi. Đây, cho em này này.
Bây giờ đi làm ruộng á chị? Vâng. Là đây nhà chị đây à? Vâng. À. Em ở đây anh cho kẹo này. Cho kẹo này. Đây cho kẹo em này này. Bé về đây chú cho kẹo này. Ở đây là trường à? Bé học lớp mấy rồi? Lớp 2 à? Tên gì đấy? Hả? Nguyệt á? Bé tên là Nguyệt à? Ok. À, hình như đây lúc trước, không biết là đây là chuồng, như là chuồng gì thôi hay sao ấy. Lúc trước có khi ở đây sẽ là trường học. Nhờ. Đây bên trong này này. Khai quá. Ờ. Đúng rồi nhỉ. Nãy anh đứng ở đây còn không ngửi thấy gì. Như đấy là chuồng để người ta nhốt những cái con vật nuôi gì hay sao ấy. Chào em nha, chào bé nha. Ăn kẹo không? Ok. Chú cho kẹo. Ôi, này có sợ rơi. Không rơi đâu, đây hàng rào chắc lắm. Thế cho hết gói này luôn. Gói này còn mấy viên thôi. Có em ở trong nhà không? Có. Có đúng không? Về đây chú cho kẹo tiếp này. Ăn à, nhà này là luôn. Như là đợt trước cháu có vào rồi. Em thấy anh vào nhà này đầu tiên không? Đúng rồi, nhà này vào nhà đầu tiên. Nhỏ rông à. Ừ, cháu chào bà nhá. Hôm nay cháu lại về đây chơi. Chào bé nhá. Bé ăn đùi gà không? Nó gay không? Nó gay à mi? Này, cho bé ăn đùi gà này. Ăn cơm chưa? Nó mo chưa? Cho mình cháu chơi làm ấy. Để cho bà này. Không ăn à? Ờ. Dạ vâng. Ở đây là có rất là nhiều những cái ngôi nhà đất ở đây. Dạ vâng ạ. Bé, các bé nhỏ ở nhà không? Em thử hỏi xem chị có hiểu không? À, bác có hiểu không? À, em chào anh nhé. Hôm nay em lại về đây chơi anh. Vui hôm nay. Về đây. Em mang kẹo về cho mấy bé đây. Nhà anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. Vâng. Để anh ăn thịt gà không? Thịt gà. Dạ. Chăm chút thôi cho đây. Đây cho thịt gà mấy bé này này. Còn mấy miếng thôi, cho nốt. Đây cho bé này. Còn bé này. Hạt rẻ này, không biết mọi người ăn không? Anh ăn mấy cái này không? Cái đấy. Anh cầm giúp em với. Hôm qua em, à, vừa nãy em đi chợ kia, tiện tay em mua về. Đây kẹo thì anh phát cho mấy bé nhá. Vâng. Em có qua đây chơi một tí thôi. Có một cái này. Em xin phép em đi về nhá anh. Vâng. Em có qua đây. Vâng, nhập chơi tí đã. Dạ vâng. À, đây là ớt này. Ớt này là ăn với cái thịt gà, nhỉ? Vừa nãy mình còn quên không lấy ra. Đâu, mấy bé ăn được ớt không? Có là bé đây, cho ớt này. Bột ớt này. Bột ớt để ăn với thịt gà ấy. Thưa các bác, hôm nay cháu lên trên này thì cũng có dịp xuống dưới bản này. Và cháu định xuống để mà thăm bé mà hôm trước cơ, nhưng mà hôm nay lại không có duyên gặp được à. Mấy bé ở đấy nên là cháu cũng chia bánh kẹo cho mấy bé ăn cho vui thôi. Và video này thì cháu cũng xin phép chia sẻ ngắn vui vẻ tại đây thôi ạ. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video clip gần nhất của cháu ạ. Bye bye.